Đời sống hiện đại. Đôi lứa yêu nhau. Gia đình hạnh phúc. Đẳng cấp Gym. Duy Nguyễn, doanh nhân thành đạt. Luxury Home Gym. Lưu ý video này là thể loại cặp đôi tập gym áp dụng cho đại gia mua máy home gym về tập chung với người yêu. Các bạn hạn chế khi tập tại các phòng gym công cộng. Rồi, chào mừng các bạn đến với buổi tập tiếp theo của Duy Nguyễn trong chủ đề dẫn gái về nhà làm chuyện ấy. Trong một phòng gym đẳng cấp 5 sao home gym của Duy Nguyễn nha các bạn. Thì hôm nay Duy Nguyễn và model sẽ tiếp tục đi qua cái phần tập tương đối là khó dành cho các bạn model, đó là tập free quay với thiết bị home gym. Và chủ đề ngày hôm nay á, là Duy Nguyễn sẽ tập phần trên và bạn nữ sẽ tập phần dưới. Nói chung phụ nữ thì ưu tiên phần dưới nhiều nha các bạn, còn đàn ông thì ưu tiên phần trên với phần giữa nha các bạn. Bây giờ em vô đây em thực hiện động tác squat với cái máy quyền thoại Miss Machine giùm anh cái. Đây, chân mông đùi đẹp luôn. Lấy cái cây ra chỗ khác. Squat. Squat đứng lên ngồi xuống thần thánh. Không biết có nổi không nha. 5kg lận á. 5kg lận á em. Rồi xong lấy mở ra. Hạnh 5kg lận hả? Quan trọng là cái trên đây em phải khóa lại nè, cho ổn định cái phần ở trên. Ok. Rồi xong em ngồi xuống. Đó. Cứ ấy đi, xin lỗi. Kỹ thuật thôi. Rồi, lên. Được không? Đó. Nếu mà trong trường hợp này bạn đỡ cho con đầu mới quen lần đầu thì đỡ như vậy. Còn lỡ mà con đầu va chạm rồi thì xích vô một xíu nữa nha các bạn. Đó. Đó, xích vô một xíu nó đỡ như vậy luôn. Không, đỡ như vậy luôn nè. Không. Tùy mức độ nha các bạn, tùy mức độ gà gẫm. Tất nhiên đây là phần đề 3 thôi. Rồi, đủ rồi đó, nghỉ đi chút tập tiếp. Thì thật sự thì home gym thì máy chưa có một thôi nè. Mình đã cho đào tập bài này rồi thì mình phải tập bài khác. Chứ không thể nào tập trung được, tại vì tạ mà nó thay ra thay vô rất là mệt. Và có những bài thích hợp cho nữ và có những bài thích hợp cho nam. Thì hôm nay em sẽ tập phần trên như nói nãy là tập vai với tay. Nhưng mà lý do đó bây giờ là tập vai nó sẽ hơi bất tiện. Tại vì vai sẽ tập bài này nó bị đụng hàng. Nên sẽ tập tay trước. Tập tay trước, tập vai sau nha các bạn. Tập tay thì có nhiều loại tập tay đó, mình đang đứng đây thôi. Tập bài chin up. Sẵn tiện cho ta thấy cái này tập chin up được nữa các bạn. Thật sự thì cái video này là show trình là chính. Ok. Mạnh dữ trời. 3 4 5 6. Khởi động thôi. Khởi động với phe cho mình có cây đu xà thôi. Em chắc chắn là em sẽ không đu được hai cái rồi. Rồi. Ok. Đó. Yeah. 1 2 Tốt. Thôi có cái máy này tập đúng form lắm. Không có cái máy này tập máy ngoài nó sai form. Đúng rồi, nó khó hơn. Ok. Đó. Yeah. Đó. Anh đỡ em, đỡ phải đỡ thế nào cho nó có động lực tí chứ vậy. Đó. Động lực tí thì anh tạ đi chứ tạ này chưa có gì đâu động lực. Ok. Cố lên. Ấy. 8 8 cái nặng dữ vậy ta. Nặng dữ vậy ta. Tí thêm em vô nữa. Thôi. Rồi giúp kia. Yeah. Lên. Phụ. La nhẹ nhẹ thôi, la lớn sớm tao phát hiện. Mai la, mai thì la bé được, nay la thoải mái đi, mày chỉ không cách ly. Được rồi anh. Người ta
ta nói là tay anh to quá, giờ nó tập cho nó nhỏ lại. Nặng vai người em không lên được nữa đâu. Cứ xuống đi. Không được đâu. Lên để anh lo. Cái này đi. Lo đi anh. Rồi vô, gác tạ vô. Ôi, nó đầu mũi mà. Hây. Phải có anh thì làm nó mới bon được. À, nhanh. À, yeah. Đó, anh thấy chưa? Đông lực, thấy chưa? Khỏe hẳn luôn. May đi, lô cuối này. Đơn giản không à? Cái đó. Cái đó hả? Ừ. Ok. Ok. Nói không? Chính xác. Rồi, ok. Cố lên. Đó. Đó. Tập vô mông nha. Tập vô đây này nha. Đó, tập vô đùi nha. Mông nha. Đó, gồng mông cứng lên nha. Ở chân. Chính xác. Chờ xíu xíu. Ừ, bình tĩnh. Cố lên. Come on baby. Đó. Come on baby. Come on baby. Ok. Cố lên. Ok. Tốt. Đi vào chân. Ừ. Tốt. 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 Ok. Năm, sáu, bảy, tám. Cái thôi. Em bỏ chân dài lên chút. Ờ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Không, thôi. Đạp bằng cái gót á. Ừ, để cho nó thăng bằng cái chân. Không, không. Em để cái vị trí đúng rồi, ok. Nhưng mà em đạp bằng cái gót á, để cho cái gót em nó chỉ cao lên, nó không có rớt cái cây. Đó. Cái này luyện khả năng thăng bằng. Sâu, sâu xíu. Đó. Wow. Ok. Cái này nhẹ quá. Ai biết em nặng nhẹ tép như thế thôi. Yeah. Rồi. Yeah. Rồi, vô. Rồi xong rồi, nếu mà nhẹ thì thêm đi. Ngược, ngược. Em phải là cơ như này. Đó. Kéo cao, cao, cao đó. Rồi. À.
chưa? Rồi. Đừng buông ra nha. Đừng buông. Buông ra nó đè gãy tay. Ngồi nữa đi em. Thôi tập đi em. Sâu xíu em, sâu xíu. Căng nha. Trời đã bên. Tại anh, tại. Căng chưa. Rồi, căng rồi, tại em ta. Vô. Thôi mình hợp tác nè, tập tay có lý với em. Ok. Lý. Ok, đừng riêng đâu này nữa nha. Rồi cái lên, vô. Lên tạ đi em. Lên tạ đi em tập tay với. 1, 2, 3. Cố lên. Mạnh vậy. Từ từ rồi. Trời ơi, em tập mạnh mệt quá. Anh cũng tập mà, bài này tập kết hợp mà. Em tập chân, anh tập tay đó. Được không? Lên nữa. Súng vậy. Rồi, tập giữa. Ok. Tập lên, nổi không? Sâu sâu xíu. Dạ, sâu là không nổi má ơi. Đúng rồi. Lấy tay lại đó cũng được. Ráng lên em. Mặt nữa thôi. Được rồi hả? Rồi đó bên đi. Rồi thắng lên nha. Được rồi anh. Đuối hả? Rồi thả vô đi. Đuối rồi. Anh cũng đuối luôn rồi. Rồi em. Thank you.
chưa ngồi lên đâu mà anh đã kêu nặng rồi. Nặng thì có em đây rồi, anh lo gì nữa. Thôi em ngồi đi em ơi. Thế hả? Em ngồi mẹ luôn okay, rồi okay. Em cả đứng em cả nhấp anh nó khó chịu quá. Em chóng mặt quá. Đúng không? Thà một lần đau. Ok. Và trong cái lần đau đó có một lần phê. Lấy cái đùi về. Lấy ra rồi. Ra rồi, đùi ra thôi anh. Banh cái vỏ đó, banh đùi đúng rồi đó. Banh rồi đó, banh hết nấc rồi đó. Ok. Giờ cất vô. Có động lực quá lên bên 10kg giùm anh đi. Lên nữa hả? Ờ. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, thả lỏng nhẹ thôi. Thêm 10kg cho đỡ nặng nữa. Mình cũng được tập tay chứ bộ. Rồi lên. Đúng rồi đó. Không, hồi trước có dạy rồi, này tập được ha. Tớp. Em gà. Dạy một lần là được rồi. Gà này nuôi được. Đó, gà này nuôi được. Đó, cái này đúng rồi nè. Để tập cho mông to đi. Cố lên tập cho nó mông to nha. Rồi. Cô lên. Đủ rồi. Vô đi, nghỉ chút lên tạ. À, kỹ ta. Một cái máy này ba cũng như 30 cục chứ trời. Nặng quá rồi. Không, em chỉ cầm dây cho nó nặng thêm thôi. No. Yeah. Được không? Lên tạ đi anh. Thôi, hỏi lên. Thôi. Thẳng lưng nha. Hai. Ba. Ok. Bốn. Ok. Năm. Ok. Bảy. Được chưa? Được rồi đó. Tốt. Yeah.
ôi tập cái, tập cái máy này á em nó kỳ lắm. Nó lạ lắm, nó không giống máy nào trước đây của anh đó. Tập mà nó vô nó nhức cái tay sao, trời ơi, tập nhỏ mà nó nhức 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 cảm giác đã. Em có thôi. Bình tĩnh. À, sung quá em. Trời, nắm có tí thì hư, có tí thì sung chứ rồi trời. Bành nóc. Bành nách. Đó em, bài này nữa là mình chia tay đó nha. Oh no. Ok. Rồi xong chưa? Em cứ ở vị trí này đi, anh lên ghế ngồi cái đã. Không nó tựa, nó nhảy ghế á. Đúng không? Ok, rồi dứt đi. Dứt. Cố lên nào. Đồ, đẹp quá. Cố lên em. Muốn đẹp là phải khổ. Vô. Vô. Nhớ gọng mông lên nha. Mình diễn ở đây phải gọng nè. Ờ được rồi đó. Rồi. Đó. Cố lên. Cố lên. Bàn tay hư một đời ngạo nghễ đó em. Cố lên. Ôi. Cố lên. Giữ. Đúng rồi. Xuống. Nó thôi. Đuối hả? Gì lắm nữa thôi. Rồi ngồi nó luôn đi. Hết nữa rồi. Ngồi nó luôn đi. Hey, anh giải phóng cho. Có 20kg rồi đó anh gì. Âu vậy? Ít chứ bộ. Trời ơi mấy nữ swimmer khác tập 120kg luôn. Hey. Em ngồi ngồi cái gì mà ngồi. Nhõng nhẽo à, chỗ tập gym để người ta men lì chúng mày. Anh men lì em nhõng nhẽo thì nó mới thành ra tập chứ. Ừ, cái cây này sao nó bự vậy ta? Đâu bự bằng em đâu trời. Cầm nó hơi bị giống như cầm dưa leo hả? Nằm không ngồi. Dạ ngồi. Thế em ngồi sao? Ngồi sao kệ em. Anh tập hay em tập? Hả? Nụn. Bữa nay ba má dẫn nhà dẫn vô đây tập gym mà cứ vậy hoài. Em tập gym. Trời đất trời. Mà tôi đẩy nó, tôi đẩy 50kg trên vai người quân tử đó ba. Đó cô nhỏ, vậy sao chơi? Cái này là phân tâm đè thấy mẹ luôn á chứ không giỡn luôn nha. Cho để anh đỡ phải cho anh có chỗ dựa. Anh gì nổi nữa, mình anh tập anh rất là mạnh. Mất cái chặt. Nôn cái nẻo này tập. Nếu cái nẻo.
thôi, buổi tập xin được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tập của Duy Nguyễn và Model tại phòng riêng của Duy Nguyễn nha các bạn. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.